cái chuyện bí mật tôi không mua thức, nó đeo cho tôi hoài. Bây giờ người ta nói em á, khổ cái gì nè, người ta nói em á, anh đi anh chửi khổ. Sao tôi muốn đứng lên mà tại sao đè xuống dây hoài. Rồi người ta lại nói anh đi anh chửi em nữa nè, mà em với anh đâu có gì đâu, thấy không? Mà tại sao chửi khai ly, tôi được đứng tránh liền. Thì bởi vậy. Mà bây giờ cái quan trọng là tối bây giờ anh đi anh ở đâu tối nay đây? Có cho ở rồi. Chứ vòng vòng sẽ có cho ở. Mà không bao giờ hứa với Helen không bao giờ ở vòng vòng khu này nữa. Giờ đi đâu? Tôi sẽ kiếm một cái chỗ sẵn cho lên sân bay ngay chỗ mà sân bay San Jose. Cho lên đó hoặc là tôi tới nhà thằng bạn tôi, nó có cái computer. Bây giờ độ gì sao mà anh đi được đây? Đó. Nếu mà chị không để đó để tôi đi bằng xe bus, tôi đi bằng mình không, thì tôi sẽ có một cái plan cho lên xe bus. Tôi sẽ bắt cái tay xuống với cái khu phía kia tôi đợi đầu thôi. Rồi đợi tôi xong tôi đi xe bus 22. Đó, đi xe bus 22. Anh mới gọi bạn anh chưa? Bạn là ai gọi chưa? Bạn đó, bây giờ là cái số bí mật không cần liên lạc với ai đâu. Bây giờ tôi ra đó xong tôi đi xe. Bây giờ đồ của anh bỏ xe em giữ cho anh nè. Anh muốn okay, anh gọi chừng nào à, chiều đi em đi làm gì em gọi anh. Được không? Mà giờ anh đi đâu? Có chút đi đây lận. Hả? Tại vì không phải bút vé đi liền đâu. Thì đó. Ok mà thì... mình không phải. Thì đúng rồi, em biết là không bút vé đi liền bởi em mới nói cho mình. Làm phiền người ta rồi sao không ai? Được. Làm phiền ai? Bây giờ đồ đạc bỏ xe em đi rồi anh có gì anh chiều rồi em đi làm về rồi em kiếm anh cho anh đâu nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Ok ha, để bỏ xe cho em đi bưng đồ đây. Chứ anh không có nê na vậy đi được. Tôi ra chỉ ra sân bay để tôi hỏi vé rồi xong cái đó là... Anh phải cho em cái ngày nghỉ em mới làm với anh được, anh hiểu không? Dạ. Anh phải cho tụi em thời gian, hiểu không? Nè bỏ đây. Ngày nghỉ cũng không có là ở cần ở đây. Ngày nghỉ có cái plan đi lên chỗ khác rồi. Nè giờ bỏ đây đi. Ok. Bỏ đây đi. Ok. Ừ, để ngang á, để xuôi ngang, để ngang quay ngang lại, quay dài lại. Quay dài. Đúng rồi. Okay. Rồi cái bao đồ kia bỏ mấy bên kia. Okay. Ừ. Gói gì thôi, anh mang cái bát phát đi được. Anh cặp cái bát phát. Bây giờ bây giờ chiều kiếm anh ở đâu nè? Chị gọi chị gọi chị mà trong cái khoảng bây giờ chị rảnh. Chiều em đi làm đi lên xe đi có gì để bỏ bên kia đi. Được không? Được mà, đóng được mà. Khoảng bây giờ chị anh. Tại em làm chị giờ nhờ chị trong vòng phân liên thôi. Ừ. Sẽ đi qua New York. Biết rồi nhưng mà chiều nay anh ở đâu? Vì đó với bà tiêu đội bà đám với Helen everything good. Anh Quyền hả? Bây giờ chiều em kiếm anh không? Chiều tôi tới chỗ người thân á, rồi tôi sẽ có thể xuống nhà anh Bình ở dưới kia. Tôi có cái gì đó tôi phải pay cái tiền ở hoặc là xuống ở nhà xe hai web. Rồi ok, okay. Bây giờ anh muốn đi đâu em chóp anh xuống em đi làm nè, muốn chóp anh đâu nè? Center đi. Center Row hả? Tới center ha. Dạ. Gì đó? Không đưa lấy gì làm hả? Đưa lấy gì đi. Đưa dẫn xuống bút vé chứ làm giờ sẵn là móc bóp luôn chứ giờ sao vậy? Đưa đây qua rồi anh chừng 300 à. 300 đi luôn cho rồi. Còn ở đây một ngày nào nhức đầu lắm chị Helen này. Giờ lại tôi cũng muốn làm mặt mày à. Ok. Anh Quyền họ hỏi anh Quyền đi đâu? Nói anh Quyền anh đi không mát rồi, đi New York rồi. Hoặc là đi qua mấy cái chỗ bang khác rồi đi về xin nhà hay đi về Chicago rồi đi về Washington whatever. You know? Qua bên đó tôi làm một cái bài bút. Nói về San Jose anh. And put it ở stake. Anh phải calm down xuống. Từ từ, cái gì cũng từ từ. Ở đây đâu phải mà nói mà đi lên xe bus là mình đi đâu. Bây giờ mình chưa có sắp đặt, chưa có đúng gì rồi. Rồi sách đích đi xong rồi được. Anh chị hay là mình nói đây gần 30 năm rồi. Những cái gì plan mình lên mình phải ra cái plan trước. Mình biết mình đi đâu, giờ đi đêm thời gian. Em đã nói chuyện với anh em rồi, sáng nay anh lại gọi em tiếp. Không được đâu. Thì từ từ, một phải cho 2-3 ngày, không lẽ không chờ được anh Quyền. Chứ bây giờ mình không làm gấp được. Chị Helen, bây giờ tao gọi Polis rồi sao đây? Anh Quyền, tôi muốn đụng chạm tới những cái... No. Helen bảo đảm, Helen biết, Helen làm cái gì, Helen chịu trách nhiệm, ok? Helen nói một là một, hai là hai. Thành ra Helen đã xin với ảnh rồi tối hôm qua để mình sắp xếp, mình mua vé để mình đi. Bây giờ anh đi ra đường này, giờ làm gì đây? Mình không có cái gì hết, đi đâu, ha? Chưa có plan. Anh phải nghe lời Helen mới được. Em nói em giúp anh mà em còn năn nỉ anh nữa là anh thấy em đúng đâu rồi, mình đâu muốn để cho Helen. Mà bây giờ em biết mà giờ anh đi đâu đây, em chở anh xuống center, anh đi đâu đây bây giờ? Helen đi gấp không?
Em đi làm đi nè, 9 giờ là em bắt đầu em chạy 1 tiếng đồng hồ, anh biết em đi làm xa đúng thì không? Đó bởi vậy mình anh đi biết không? 70 giây ấy thì tôi lấy xe bus đi luôn. Lấy xe bus đi đâu? Đi thẳng ra sân bay sân bay luôn. Ra đó mà anh không mua vé, bút vé vé đâu anh đi? Ra đó để vé xong thay cho cái tiệm vé hẹn ngày đi. Anh có biết vé nhiêu tiền chưa? Chưa, chị đi ra đó. Không. Bây giờ tôi không biết anh phải anh ở đó ngày hôm nay tôi đi làm về tôi sắp xếp cho anh ngày mai để coi tính vô coi coi nhờ người ta vô coi vé rồi sao giờ anh đi ra đây rồi anh đi ra đây rồi anh đi lang thang ở đâu đây? Anh phải nghe lời cho Helen để Helen sắp xếp cho anh đi. Anh đi nghe anh hết đó nhưng mà ở đây không chịu không nói, con chuột nó vẫn bám theo đây. Nhưng mà bây giờ anh ra anh ở ngoài đâu thì anh ra đường nữa hả? Anh ra đường nữa nữa hả? Không có ra đường. Hứa với anh giữ với Helen không ra đường. Kiếm một chợ tạm hai ngày chờ vé về. Có ai ok cho bà anh có nói chuyện có ai để ok em cho nợ chưa? Nếu tôi ra khỏi khu vực này, hứa Helen một thằng đàn ông nói một tiếng một không được chạm tới gì hết mà không cũng ngủ ngoài đường. Bây giờ bỏ anh xuống trên đường Center. Rồi Center Capital cảm ơn nhiều lắm. Center Capital hả? Dạ. Về đó rồi, xong của rồi. Anh á thì em giữ đây rồi chiều em đi làm về coi rồi. Em sao rồi em tính nha. Rồi. Giá lại mình còn mới đầu phơi ở trên đây mà lỡ mà chuột nó tha cũng sẽ chịu thôi, phải không? Đó, nó vậy thôi. Hồi nãy anh đi có gặp anh Ân luôn rồi hả? Gặp hết rồi. Thôi mình đi rồi, ở đây rồi không gặp. Không phải, mình rồi chỉ gặp cái bà khùng kia nó. Mình chỉ ở đỡ đặng mình đi chỗ khác thôi chứ không phải đâu hoài, mà đi không giờ anh xác đít vậy em không nhảy đâu nữa. Sáng em ngồi. Bây giờ tại sao em lo mấy vụ đó mình sao không tránh. Lo? Em muốn sắp xếp cho anh đâu vô đó, em không muốn anh rớt ra ngoài đường nữa, em phải lo chứ. Không có ra đường. Dành chỗ này chỗ người ta làm ăn, cái chỗ người ta giúp cho mình đứng lên. Bây giờ tránh chỗ đó, bây giờ nó biết địa chỉ rồi, nó tới nó phá được rồi, mình phải do. Ai phá đâu? Thôi. Có ai lợi chưa? Nếu tôi biết được thì nói chi nữa rồi. Sáng hút thuốc vào đinh rồi. Sorry. Trời ơi sáng lên xe là bị chị trời ơi lỗi cái bộ bài kinh chết tôi luôn. Nãy có thấy nói gì không? Bây giờ tôi đang minh mẫn cái giờ chưa làm tôi tổ hù luôn rồi. Bây giờ đâu có nói gì đâu. Anh người ông nói sao mà. Nói gì hết mà tôi làm cái đó thôi mình. Không bao giờ. Ê đừng có chở về hướng này nó đi về hướng kia. Dạ đi thẳng. Tránh mấy hút xe. Giờ mình chuẩn bị mình cái plan mình đi là phải clean. Qua bên kia là người ta thấy mình là khủng hoảng luôn. Phải làm tốt. Lấy bảo đảm qua bên kia nói về Helen. Nói về Helen good, ok? Chống lại cái đám sao dây này là, còn mày đi tới đâu làm gì làm nghe phone nha em đi làm gì em gọi nghe không nghe Minh Nguyệt đó làm gì làm em đi làm gì em gọi anh sao nghe sure. Bởi vì đi làm mình tỉnh giữ mình tỉnh rồi xong vậy lo cho con cái đừng worry tôi là nửa đời người ở đây rồi trời. Đường đi nó bước tiến nói cho ta có rồi biết anh rồi nhưng tôi mà, không khe mấy chuyện mà mấy con nhộng con này nó vô quậy tôi đâu. Nhiều khi anh nóng quá không có giải quyết được cái gì hết phải từ từ phải xuống thành ra hay là nói chuyện với anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ đúng không con giờ la hay là anh không bởi có nói gì không ở đây mình càng mang thêm bệnh tại vì chuột nhắt nó bò tới phá lắm đi mấy con chuột nhắt nó phá tới luôn okay. Thì là mình tránh chỗ làm ăn của người ta là cái sự mà respect người ta em giúp ai cũng vậy vui vẻ đến vui vẻ đi em cũng muốn anh em hiểu mình không muốn tại vì nó mấy cái đám mới qua này nó tưởng đâu nó không hiểu cho cái đời sống của những người ta ở lâu trên nước biển người ta hiểu cái luôn trên nước biển đi ra ngoài đường là mấy người mà kia thấy là bắt đầu nhào vô kiếm anh quay nữa nghe em nói chậm biết trước vậy đó không bao giờ nhận những cái vụ mày bà YouTube nữa nhiều khi một người nói chuyện một người khác quay lén anh cho biết nó có dây không qua nó có dây thì nó có trả thì dây trả gì em anh ra mà anh nói bảo đảm luôn á ghét luôn á tại anh lú ra ngoài bắt đầu là sắp chứ bắt bạc anh đi là tại vì ta biết liền à thiệt anh để tôi coi anh rồi lăn lóc nữa nè tôi thấy mấy người bị hả lôi kéo tới đông tới đây hoài tôi thấy khổ quá giờ anh đi ra nữa tôi không biết sao nữa tôi bắt đi làm tôi không làm gì được hết giờ làm gì đây anh cứ chờ chiều anh giữ cái phone đi để cái gì vậy em đi làm ra em kiếm anh ok nghe không tôi trả lời nghe không ok không có đụng vô mấy cái đó hả xài danh dự trang phục đời đàn ông bây giờ anh muốn xuống chỗ nào tới rồi
Hay Linh đi làm đi, rồi lo chứ Linh đi đường worry bác. Rồi xong worry anh ở ngoài đường anh mình tìm cái mình cả. Làm cho gạn gỡ cái đo hoa một chùm bóng đèn sáng trưng. Em giúp ai cũng muốn giúp cho đàng hoàng chứ đâu có phải một mỗi vợ vậy, nhưng bây giờ trời ơi, một cái tấm lòng chân lý của giống như bà Phật mà bật vào bà Phật vào Quan Âm đó. Trời ơi, mày dơ dái nó bốc mày lên, mày phá là mày quỷ hả? Thấy không? Uống thuốc bây giờ ăn chịu khó ăn điều độ lại đúng giờ ăn xuống gì ăn gì nói ăn vì sao ăn. Lo lắng gì thì mình lo chăm sóc cho cái sức khỏe mình trước đi, lo lắng cho gia đình trước đi, cái chuyện xã hội là chuyện của ông trời ông sanh em ra là vậy rồi anh Quyền, em thấy ai là em lo ơi, làm sao tốt quá vậy mình á. Phật tốt mà gặp quỷ không mới chết hả? Trời ông sanh em ra là em đã có cái trái tim của em, nó lại nó kêu em làm gì là em làm đó thôi. Bởi vậy mình đâu phải là trái tim sắt đá đâu mà người ta cứ đá mình hoài. Em thì em không có giống như em làm cái gì cũng vậy, em giúp người ta bằng cái chân tình. Nói cái chỗ khu vực này được, mệt lắm. Bây giờ sao đâu? Ok đây nè, sẵn em vô ngồi uống cà phê rồi nghi thú luôn rồi, sẵn có mấy người bạn đây. Ở đây bên trái. Ok luôn. Take care. Bây giờ chút nữa em về em gọi trả lời phone cho em nghe chưa? Okay. Coi cái gì nha, chiều nay coi sao nha. For sure. Ok. Ok Helen. Rồi. Ok chị Cao đi. Ok đi, có chiều trả lời phone okay. Nghe chưa? Chiều trả lời đi. Ok đi. Đó, giờ ổng đó giờ ổng hôm nay ổng cũng hơi khó chịu trong người ổng. Giờ hay là nó làm gì được đây? Thì sáng hôm qua đã nói chuyện xong rồi có anh Ân có anh Quyền luôn, nói thôi ráng đi rồi ở mấy ngày để sắp xếp mua vé máy bay để đi chỗ khác. Ảnh ok hết rồi, sáng nay đi bộ về đang chuẩn bị đi làm, anh gọi nói anh thôi anh phải đi rồi đó. Cả nhà thấy không, sáng hay lần còn phải đi làm nữa. Bây giờ chỉ có lợi là nói chuyện với ảnh được chút, với trở lại cái chỗ đó với mấy cái đồ đạc của ảnh mình còn giữ nè, chứ không đi đâu mà một cái vỏ, một cái thùng và một cái bao nữa rồi không sao, không đê theo ảnh không được. Thì hai lần giữ mấy cái này lại cho ổng rồi coi chiều ra làm sao, chứ giờ phải đi làm rồi. Thì hai lần cũng thấy cả nhà cũng thấy rồi đó, hai lần cũng cố gắng giúp đỡ dữ lắm rồi, bỏ rất là nhiều cái tham vô để giúp đỡ rồi. Thì cái này tùy duyên thôi cả nhà, thật sự không ai nói hay ai hay hơn ai hết á. Anh đứng lên thì anh nhờ, còn anh không đứng lên thì anh chịu, chứ cũng sắp xếp cho anh có một chỗ để anh đi qua bên kia, anh đi làm bên kia rồi, qua bên kia anh làm rồi, mà ông không có đợi được, ông đợi giờ ông đi ra sân bay đặng ông mua vé máy bay. Giống như anh Quyền, cái tâm lý của anh cũng bị damage đó cả nhà, cũng bị ảnh hưởng về cái thần kinh chút đỉnh đó. Sometimes ảnh bị cái gì ảnh bức xúc quá, ảnh không có ảnh muốn làm liền vậy đó cả nhà, mà ảnh không có hiểu là làm cái gì cũng phải có thời gian. Giống như mình đi muốn đi tiểu bang khác thì mình cũng phải coi vé làm sao rồi sắp xếp chỗ ở, chứ đâu phải muốn đi là đi đâu cả nhà. Giống như ảnh là vậy đó, thì hai lần cũng nói rồi, giống như là hai lần cũng cho ảnh một cái cơ hội. Nhưng mà mình thấy giống như mình cũng giúp ảnh cũng mấy tuần rồi, thì ảnh cũng đứng lên, ảnh cũng đi làm cũng bình thường. Rồi hôm nay giống như ảnh, cái thần kinh của ảnh giống như là ảnh bị ức chế á, cái ảnh bị quẩn á, thành ra ảnh thấy trong người ảnh không có được thoải mái á, cái ổng muốn đi, mà ổng trong lòng ổng thì ổng lại không muốn làm phiền mấy người giúp đỡ ổng. Khổ một cái là ổng chưa có mạnh mẽ mà để ổng đi một mình ổng được. Thì hay là biết sao giờ làm được gì làm thôi. Thì để chiều nay hay là đi làm về thử coi xem tình hình ông anh tôi làm sao rồi, rồi tính coi sao, chứ giờ cũng không biết làm gì, tại vì mình không có thể mà đi theo 24/24 tiếng đồng hồ được cả nhà, mình không thể đi theo như một đứa con nít được. Với ảnh cũng có cái suy nghĩ của ảnh, cả nhà biết không, chứ đâu phải mình bắt ảnh theo
thấy ảnh nghe mình được hết đâu. Nếu mà ảnh nghe mình sắp xếp được hết thì còn nói gì nữa. Thành ra phải tùy duyên đi cả nhà ơi. Hello, hello, hello. Hai lần xin kính chào cả nhà, anh Quyền. Hello. Rồi. Hôm nay hai lần quay anh Quyền vì có một cái số vấn đề rất rất là trọng đại xảy ra. Thành ra hai lần muốn cho cộng đồng mạng biết là cái sự diễn biến của cái câu chuyện Helen giúp anh Quyền hiện tại là hình như là Helen nghĩ chắc em giúp anh cũng mới có mấy tuần rồi ha, không nhớ mấy tuần nữa, của 19 tháng mấy tới giờ là mới có, ủa mới đây mới có 2-3 tuần hả ta? Có chừng 3 tuần có là 3 tuần hả? Thì có một cái chuyện quan trọng mà Helen muốn thưa với cả nhà là hai anh em cùng với Huệ Trung có một cái plan mới là anh Quyền ảnh muốn giống như là đi qua tiểu bang khác để ảnh thay đổi không khí, với lại qua bệnh nó không có cái gì gọi là người thân. Rồi mình thấy cái chuyện lu bu bên đây nhiều quá, cái làm cho cái đầu căng thẳng quá. Thì thành thử ra mình muốn kiếm một cái không khí trong lành để mình làm lại cái cuộc đời. Ok, thì cái vấn đề Helen muốn đưa lên đây tại vì Helen làm cái gì á cũng có đầu có đuôi, không có thể bỏ ngang đường được. Hôm nay Helen phải giống như là anh Quyền mấy hôm nay anh có cái giống như là cái đầu của anh nó hơi bị sầu quần chút xíu, anh mệt mỏi quá, anh không có handle được. Thì tối hôm qua mình nói chuyện với anh xong thì anh ok, rồi sáng nay cho anh nói là anh bị cái đó, cái vấn đề đó sầu quần quá, anh chịu không nổi, anh muốn đi. Thì từ hồi sáng giờ Helen vừa đi làm vừa nói chuyện với mấy người để giúp mua vé, kiếm vé rồi này kia để cho anh Quyền anh đi. Thì anyway, Helen cũng đã lấy được cái vé chiều nay để anh Quyền đi máy bay. Thì bây giờ bắt đầu Helen đi làm về phải cancel một mớ khách để về trước anh Quyền. Chút xíu nữa để kiếm vali rồi phát đồ cho anh đồ này kia xong xuôi thì bắt đầu Helen sẽ chở ra sân bay luôn để cho anh Quyền ảnh qua bên kia để cho ảnh thay đổi không khí gì để theo ý của ảnh. Thì Helen cũng chiều theo cái dẫn của ảnh thôi. Thì cái anh Quyền có thể nói, tại vì người ta nói nếu mà anh Quyền mà Helen giúp không được thì đi ra thế nào Helen cũng bị anh Quyền miệt hạ chửi bới nữa. Thì Helen muốn lên đây đính chính để cho anh Quyền phát biểu ý kiến là nguyên nhân gì anh Quyền đi, hai anh em mình có vui vẻ hay không, để cho cộng đồng mạng biết là mình đang làm gì. Rồi con hả? Không, hậu đi làm rồi. Rồi anh Quyền nói cảm nghĩ của anh đi. Cái cảm tưởng như tôi bây giờ thì cảm thấy ở San Jose thì nó quá mệt mỏi đi. Mà trong cái thời gian ở San Jose thì cũng đã quá lâu rồi. Thì ở đây thì tôi cảm thấy cái khí hậu nó hơi ngột ngạt. Thật sự là tôi muốn đòi thay đổi cái khí hậu và lại cái tâm tình tôi bây giờ nó hơi bối rối, mà cái đầu tôi cảm thấy nó căng thẳng và nó làm như là bị quá căng thẳng đối với những con người mà người ta đưa mình đi cái chợ tới chỗ mà rất là làm cho mình nhức đầu, khó xử, ép mình trong những cái chuyện mà lễ làm cho những cộng đồng mạng khác buồn về mình. Thì thì cuộc đời nó về ăn chơi ăn hút gì đó, mình làm cái gì phải giữ trẻ, đừng để cho người dân mình người ta thấy có cái gì đó mà để cảm thấy nó không có được đẹp đẽ cho cái cộng đồng. Nên thì người ta cũng cảm thấy nó hơi có cái vẻ là không có mỹ quan, thì người ta muốn khuyên mình, người ta muốn đưa mình lên đầy cái cuộc sống mới. Mà giờ cảm thấy ở đây nó, mình sống ở đây quá lâu rồi, ai mình cũng biết rồi, thì bây giờ mình cảm thấy nó cũng hơi bực dọc trong người mấy ngày nay. Với lại có những cái sự mà căng thẳng suy nghĩ nhiều quá, thôi mình đi qua bên những cái tiểu bang khác, nó không có bạn bè, không có gì gọi là mình người mà không biết, thì mình để qua bên đó để mình thay đổi lại cái khí hậu, rồi ở bên đó mình kiếm lại những cái gì đó cuộc đời sống tốt. Mình không có bạn bè nào mình quen biết thì qua bên đó chắc có lẽ là nó yên tĩnh, nó kiểu giống như là nó thoải mái, nó thanh thản được cái đầu óc của mình, nó làm cho mình
nó được có cái feeling good. Mà ở đây thì mình thấy bạn bè đông, với lại cái môi trường ở bên đây mình cũng quen những cái chỗ mà tụ tập của mấy cái chỗ mà mình không hay. Thì mình cũng muốn làm cái gì buồn cho cái người bonsor thứ hai của mình là Helen, với lại cái người mà cái chip nữa là ở bên những cái chữ ban khác. Thì trên cơ thì hôm đó thì Helen giúp đỡ mình đứng lên, mình cũng không muốn những cái cộng đồng khác để nói xấu về một cái người mà giúp đỡ cho tôi. Dầu mấy anh chị mà cảm thấy không thích với tôi thì cũng đừng nên đưa cái đó lên để cho làm phiền cho cái người mà chịu trách nhiệm về cái bảo lãnh cho tôi là chị Helen đây, để giúp đỡ cho tôi đứng lên trong một lần thứ hai nữa. Mà gần đây tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, mọi người cứ áp lực về chị Helen hơi nhiều, mà cái đó không phải là chuyện riêng tư của anh chị ở đây. Dù anh chị có ghét tôi chăng nữa hay là sự ăn hút, cái đó là bổn phận của những người mà người ta dướng vô những căn bệnh thì người ta muốn lấy ra, thường phải có cái gì đó. Chứ nói thật ra anh chị ở đây thì cũng là Việt Nam cũng rất nhiều, nhưng mà cứ đưa ra để nói về cái YouTube hay là cái gì đó để chửi rủa nhau, để chà đạp mình là người Việt Nam với nhau, mình đừng có lấy cái gì xấu mình chét lên mặt với nhau, mình để làm một cái bình phong, lấy cái người mà người ta bị bệnh mà đi ra làm cái trò phanh cho mình, rồi cái làm cái trò cãi giả nhau để làm mất lòng với nhau, nó không được đẹp cho lắm. Okay. Rồi qua bên đó có cái chuyện mà nó đi trở lại là cái vụ mà Việt Nam với mình với nhau. Ở trên Cali này thì trên cái sân dây này nó cũng nhiều cái mà phiền phức. Bởi vì mình đấu đá nha, nó cũng không hay gì. Mình là người nhà hết, mình người Việt Nam hết. Mà Việt Nam mình từ ở bên Việt Nam qua bên đây là những người ta khổ sở, người ta qua đây ta tìm sự sống, người ta muốn ổn định. Chứ không phải là người ta đây qua đây để người ta đem cái sự xấu xa rồi đi chét mặt lên nhau, rồi nói xấu nhau, rồi mà cái chuyện người ta ngã xuống thì người ta cần có sự giống như người ta bị thương trong cái lòng của ta rồi, trong cái tâm ra rồi. Có gì đâu mà phải đưa ra những cái xấu xa mà để nói cho gì, những cái lời mà chính tôi đây cũng đau lòng. Là tôi là lần thứ hai, người đầu tiên của tôi là quý vị cũng đã biết rồi, ok, mà cảm thấy nó không được gọi là suôn sẻ cho lắm, rồi tôi lại hiểu không đưa tôi ra mà mấy cái quý khán giả coi trên mạng đây, thì từ cái ngày mà ra trên nhà đã nói rồi, ok. Sau khi mà tôi ra khỏi nhà thì với tôi cũng có giới nói ra một vấn đề, khi anh đã phản đối trong nhà tôi nó một sự bực tức gì đó, thấy không, nói này nói kia mà nó nặng lên nhà, tôi cũng nên nhịn để mà tôi lấy được cái số tiền mà tôi dành dụm để tôi ra đi cho nó suôn sẻ. Làm cho tôi rất là buồn là những cái vấn đề mà nói trên, mà mỗi lần xảy ra vậy đó thường làm những cái cử chỉ gọi là giống như là quay phim lại những cái cử chỉ hành động tôi nóng lên để mà làm cái gì đó quay trên cái YouTube để đưa lên cho mọi người coi, cái đó là cái điểm xấu của tôi. Thường làm những cái chuyện đó nó ảnh hưởng tới gia đình của họ, mà họ cảm thấy feel được những cái gia đình ơi, thấy mình có con rồi, mình có chồng hay mình làm gì đó, mình đừng có làm tan vỡ hạnh phúc của cái mái ấm gia đình của người ta, mà hơn đem ra những cái vấn đề một có một cái chuyện riêng tư của cái mái ấm gia đình của họ mà đem ra đó để làm cho sự đổ vỡ cái hạnh phúc của gia đình của người ta. Biết hai ba lần rồi, hiểu không, tôi biết hiểu, mà cũng là một sự đổ nát cho hạnh phúc của gia đình của người khác, cái đó là không có một ý định tốt để cho giúp đỡ một cái người, con người người ta bị bệnh yếu đuối, người ta bị nghiện hay cái gì đó, để share với người ta những cái gì để người ta cổ vũ cho người ta hay động viên người ta, để đưa lên một cái vấn đề mà gọi là hàn gắn theo những cái ý muốn
có nói một câu, hiểu không? À, nói tôi là nói những cái điều mà gọi là giết khác. Tôi đợi chị hôm nay là 3 ngày trời ở ngoài xe rất là lạnh. Tôi chờ chị một câu trả lời để đưa tiền để tôi ra đi. Mà để chị chờ tôi mà cái ngày mà đầu tiên là chị muốn đưa tôi ra khỏi gia đình. Chị cũng đã nói rồi. Anh đi đâu rồi? Rồi tôi không, chiều nay tôi về tôi nói chuyện. Mà bữa tôi đậu đó vẫn không một lời nói nào để cho tôi để kết thúc cho tôi đi một cái gọi là cái ngày hôm đó để tôi khỏi cho lặng lẽ đi bước vô phòng ở ngủ. Mà trong bữa đó là tôi ở ngoài đường rất là lạnh, không có lạnh, không có mền để đắp người tôi nửa đêm nó lạnh mà nó người nó xét 4-5 lần, ok. Mà tôi quay tới ngày thứ ba chưa trả lời gì tiền bạc của tôi, ok. Tôi mới nóng, tôi mới nói những cái lời nói gọi là nóng thôi, mà tôi nói những cái không phải là dùng để giết thằng nghèo nó. Tôi coi lại cái video trên cái camera và sự sai không đó video chứng minh rằng không có lời nói đó, không có một cái feeling gì. Oh, I feel bad. I'm sorry. My bad. And your feeling, people. I feel sorry other people. You say something but not there. Yeah. You record me, but like you say, I don't kill you, but you try set up me, like try do something. She know I have something parole, but she try to set me up everything, little thing. I'm going there. He opened the phone, nothing. Like I say, said she try to do something bad to me because she know I on parole. And anytime she try to know my parole, and my parole come on that day, he add my parole something information for the phone number, try to contact with my parole. Okay, my parole get to hear to her something, and on that day, she take all my information to my parole. She try anytime I do something wrong, she call my parole all the time. Okay, I go. Yeah. Anh nói cho cộng đồng của tôi biết anh đang đi đâu. Ở đây sợ có nhiều cộng đồng suy nghĩ hơi là đặc cho mình, nhưng mà ở đây thì có cái kiểu như là mình cảm thấy mình cái đất mà mình sống đã lâu và những cái nơi mà xấu xa mình đi qua đã thấy nhiều rồi. Giờ lại đem cái ơn với lại Helen cũng giúp mình nhiều rồi, mình không muốn để làm thêm cái việc. Và giờ lại trong cái system mình cũng đã có cái bệnh rồi. Ok, giờ mình đi muốn tránh xa đi những cái nơi mà mình hơi thôi giờ mình về tới New York hay tôi cũng nói là về tới New York hoặc là từ New York thì phải những cái gì đó mà cảm thấy không rồi em thì phải mua qua nữa những cái chuyến bay đi New York. Tôi chúc anh thượng lộ bình an. Rồi khi nào một cái cánh nó bay về lại sao không dây, đúng rồi, khi nào mà chưa một cánh nó đừng bay về, đúng rồi, khi nào mà anh heo tì là mình trở lại cho anh em được vui vẻ chút. Rồi đi tắm đi, chuyến bay cái bệnh này không còn hơn không em chút nào á. Đi tắm đi đó ông anh đi mua, ông thấy hai lần bận quá, ông đi mua cho hai cái vali, cái phát phạt bự để xếp. Anh Quyền ơi, cuộn lại mới đỡ được nhiều. Ok, nấu không có để gì được, để đâu có nhiều đâu, cuộn lại. I take everything new, there's something left, I left there behind, I left donate them. Yeah. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn anh. Rồi dầu mỡ không? Rồi, cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn anh. cuộn nó lại đó, có đi máy bay được cái hai cái vali này. Nếu mà cái phát phạt kia không biết sao, cái phát phạt kia lại đồ gì chống danh quyền hả? Cái phát phạt kia đồ gì chống vậy? Xong tiền đời thua hãy chết bay hơn gì đây. And I have something cut in there too, but I can't drink right now. Không có để cái đó không được nhiều đâu, phải quấn lại mới được. Oh, I give to him everything. Bây giờ ông phát đồ đang đi đây nè.